Thưa quý vị thì các bạn liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đánh nhân viên Sơn Gốt BRG Quảng à, Đà Nẵng vào ngày 6 tháng 12 năm 2022. Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã xác định hành vi của ông Dũng không cấu thành tội phạm nên đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 6,5 triệu đồng. Công an điều tra đã xác định việc ông Dũng đánh nhân viên sân góp không có thành tội phạm nên chỉ bị xử phạt hành chính để răng đe. Nếu xác định có thành tội phạm sẽ xử lý khác. Trong tuần này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam dự kiến phối hợp để xem xét việc tổ chức kỳ họp bất thường. Việc xử lý ông Dũng sẽ được xem xét vào quyết định sau. Trước đó, vào ngày 6 tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Viết Dũng đã đánh một nữ nhân viên sân góp BRG Đà Nẵng bị thương phải nhập viện đi cấp cứu.